Đại dương là một phần của hành tinh chúng ta vẫn chưa được khám phá do tính chất đầy thách thức. Đây là nơi sinh sống của một số sinh vật đáng sợ và kỳ lạ, thể hiện khả năng thích nghi đa dạng để tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt dưới đáy biển. Phần lớn các loại sinh vật biển sâu này vẫn chưa được chúng ta khám phá hết. Biển trên trái đất thời tiền sử thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều lần. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài động vật đáng sợ lớn hơn và kỳ lạ hơn đáng kể so với một số cư dân đại dương đáng chú ý ở thời điểm hiện tại. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với 15 loài sinh vật thời tiền sử đã từng lang thang dưới đại dương sâu thẳm, cũng như giải thích một số khả năng thích nghi và đặc điểm độc đáo khiến chúng trở nên hấp dẫn. Lưu ý đây là sắp xếp theo ý kiến cá nhân của mình và danh sách này sẽ theo thứ tự từ thấp lên cao, nên các bạn nhớ xem đến cuối để biết đâu là loài nổi tiếng nhất nhé. Số 15. Sacoritus. Sacoritus là một loài động vật kỳ dị cả về ngoại hình lẫn sinh lý. Về cơ bản, nó là một loài sinh vật không có dấu hiệu của hậu môn. Điều này cho thấy con vật đã tiêu thụ thức ăn và bài tiết qua cùng một lỗ. Cơ thể của chúng có khoảng 8-10 lỗ hoặc tế bào hình nón, có thể phục vụ chức năng cảm giác hoặc để thải lượng nước dư thừa mà nó nuốt vào khi ăn. Loài vật kỳ lạ này sống trong kỷ Cambri khoảng 500 triệu năm trước và được cho là có liên quan đến dung dương vật ở thời điểm hiện tại. Số 14. Escamipriapolis. Priapolis thường được gọi là dung dương vật. Cái tên nghe nó hơi ấy. Nhưng đây là một trong những loài động vật sống ở biển kỳ lạ nhất hiện nay. Chúng nổi tiếng vì hình dáng cơ thể kỳ dị. Trước khi các thành viên hiện đại của họ đầy tiến hóa, các dạng thời tiền sử như Escamipriapolis đã tồn tại. Đó là một sinh vật sống ở đáy biển cách đây khoảng 500 triệu năm. Hóa thạch của sinh vật này chủ yếu được tìm thấy từ các tảng đá có niên đại kỷ Cambri ở Trung Quốc. Escamipriapolis sống trong vỏ rheolith. Đây là coi là ví dụ sớm nhất về lối sống ẩn sĩ ở sinh vật biển, bao gồm cả việc sống trong vỏ bỏ đi của các loài động vật khác để bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi. Nó cũng là loài động vật đào hang và có chế độ ăn thịt. Số 13. Websterobryon. Websterobryon là một loài sâu quái vật khổng lồ sống cách đây khoảng 400 triệu năm trong kỷ Devon. Loài dung cổ đại này nổi tiếng nhất với bộ hàm ngoạm đáng sợ, là loài lớn nhất trong số các loài dung hóa thạch từng được phát hiện. Hàm của nó dài hơn 1 cm và có thể nhìn thấy bằng mắt thường. So với những họ hàng của nó được nghiên cứu bằng kính hiển vi, Websterobryon là kẻ săn mồi cơ hội đáng sợ ở vùng biển kỷ Devon. Nó sống trong hang dưới đáy biển, bắt bất kỳ con mồi nào bơi gần đó và kéo chúng vào hang bằng bộ hàm khỏe mạnh của nó. Nó săn cá, mực và bạch tuộc. Số 12. Achelon. Achelon là một loài rùa biển khổng lồ được coi là lớn nhất từng được phát hiện. Họ hàng gần của loài rùa da này có chiều dài trung bình khoảng 4,6 m. Nó có cây mai hình mái chèo và có chiếc cổ dùng để lấy thức ăn. Không giống như rùa ngày nay, thường là động vật ăn cỏ hoặc ăn tạp, loài rùa khổng lồ này là loài ăn thịt với ham muốn con mồi rất lớn. Với kích thước của nó, loài rùa biển khổng lồ này có một chiếc mỏ khổng lồ có hình móc câu, có tác dụng nghiền nát các loài giáp xác, động vật thân mềm có vỏ cứng và các sinh vật biển khác ở vùng biển cổ xưa của kỷ phân trắng. Nó cũng có thể cắt thịt mềm bằng mỏ của mình và săn cá cũng như các con mồi thân mềm khác. Số 11. Tule Monstrum. Tule Monstrum thường được gọi là quái vật Tule. Cái tên mô tả chính xác vẻ ngoài kỳ quái của sinh vật biển thời tiền sử này. Loài này có thân hình dài giống điếu xì gà, chiếc mũi thon dài và có răng ở hai đầu và mắt lầu trên cuốn. Chiều dài tối đa của loài lập dị thời tiền sử này là khoảng 35 cm. Tule Monstrum kỳ lạ đến mức các nhà khoa học gặp khó khăn trong việc phân loại nó. Quái vật Tule bị săn bắt ở vùng biển Bắc Mỹ khoảng 300 triệu năm trước. Nhưng chế độ ăn chính xác của sinh vật thời tiền sử này vẫn chưa được nhiều người biết đến. Số 10. Jachelopterus. Jachelopterus là một loài động vật chân đốt săn mồi sống trong kỷ Devon. Đó là loài Eurypterus, một nhóm động vật chân đốt thường được gọi là bò cạp biển do bề ngoài giống với bò cạp hiện đại. Điều thú vị là Eurypterus hoàn toàn không liên quan đến bò cạp. Jachelopterus là một trong những thành viên lớn nhất của nhóm này, với chiều dài trung bình khoảng 2,3-2,6 m. Điều này khiến nó trở thành loài động vật chân đốt lớn nhất từng được phát hiện. Dựa trên ước tính này, con bò cạp biển này lớn hơn một người bình thường. Bất chấp tên gọi của chúng, Jachelopterus là một loài bò cạp biển khác không còn ngồi đốt như bò cạp hiện đại. Nhưng đó là một loài săn mồi năng động, săn con mồi bằng những móng vuốt khổng lồ.
Đó là loài săn mồi đỉnh cao săn cá, động vật giáp xác, động vật chân đốt và thậm chí cả động vật có xương sống sơ khai cho đến khi nó tuyệt chủng khoảng 250 triệu năm trước. Số 9. Anomalocaris. Anomalocaris là một loài động vật chân đốt có hình dạng giống tôm. Cái tên của nó được dịch là con tôm bất thường, ám chỉ đến vẻ bề ngoài kỳ quái của nó. Anomalocaris sống trong kỷ Cambrian. Mặc dù chế độ ăn chính xác của nó vẫn chưa được biết đến, nhưng các chuyên gia cho rằng nó là loài ăn thịt. Điều này khiến nó trở thành một trong những ví dụ sớm nhất về loài săn mồi đỉnh cao. Dựa trên kích thước và các đặc tính vật lý của nó có một cái đầu lớn với cặp móng vuốt có gai, rất hữu ích để bắt và giữ con mồi. Anomalocaris có lẽ là loài săn mồi thân mềm. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng nó săn những động vật có thân hình cứng như bọ ba thùy. Điều này sẽ phù hợp hơn với danh tiếng săn mồi hung hãn của nó. Số 8. Bacillosaurus. Cái gì trông giống thương lông nhưng không phải là thương lông? Bacillosaurus có thể là câu trả lời cho câu hỏi đó. Nó được đặt tên là thằn lằn vua vì các nhà nghiên cứu ban đầu nghiên cứu về nó cho rằng nó là một loài bò sát biển khổng lồ. Điều này sau đó đã được phát hiện là không chính xác. Bacillosaurus là một loài động vật có vú, quan hệ gần gũi với cá voi hiện đại. Nó sống vào cuối thế Eocene khoảng 41 triệu năm trước, là một trong những loài động vật lớn nhất ở biển Tethys nơi nó sinh sống. Bacillosaurus là một loài săn mồi đỉnh cao của nhiều loài động vật khác nhau trong môi trường của nó, bao gồm cá mập, cá lớn và bò sát biển. Số 7. Leoplerodon. Leoplerodon là một trong những loài bò sát biển lớn nhất mọi thời đại. Với chiều dài ước tính khoảng 6,4 mét, loài plesiosaur cổ ngắn này là một loài săn mồi đỉnh cao của các vùng biển châu Âu trong thời kỳ cuối kỷ Jura. Leoplerodon săn cá, mực và các động vật biển khác. Nó được mệnh danh là một vận động viên bơi lội mạnh mẽ với 4 chân chèo khổng lồ tạo lực đẩy tốt trong nước. Hộp sọ của loài bò sát biển tiền sử này chiếm hơn 1/5 tổng chiều dài cơ thể của nó và nó có một bộ hàm khổng lồ mang lại cho nó một cú cắn cực mạnh. Nó là loài săn mồi đỉnh cao chủ yếu săn cá và mực nhưng đủ lớn để săn hầu hết các loài động vật biển khác. Số 6. Helicobryon. Helicobryon được cho là một trong những loài cá mập có hình dạng kỳ lạ nhất từng được phát hiện. Mặc dù rất ít thông tin về hình dáng đầy đủ của loài cá mập này, nhưng đặc điểm đáng chú ý của nó là cái răng sắn hình xoắn ốc vừa khít với mặt hàm trước của nó. Loài cá mập này thường được gọi là cá mập lưỡi cưa do hàm răng độc đáo này. Vòng xoắn răng lớn nhất được phát hiện cho đến nay có đường kính khoảng 56 cm. Bản thân con cá mập này dài khoảng 5-8 mét, có nghĩa là nó có kích thước tương đương với cá mập hiện đại. Bộ hàm độc đáo của loài cá mập này có thể cho phép nó săn được cả những con mồi cứng và mềm. Số 5. Danlioteus. Hầu hết các loại cá xương ngày nay đều là động vật thân mềm, nhưng một số tổ tiên thời tiền sử của chúng lại có ngoại hình đáng sợ hơn. Một trong những thứ kỳ lạ nhất đó là Danlioteus bọc thép. Loài cá khổng lồ này sống trong kỷ Devon và có cái đầu đồ sộ với hàm răng làm bằng những tấm xương cứng. Điều hấp dẫn hơn nữa là loài cá này có thể mở và đóng hàm rất nhanh trong vòng chưa đầy 20 mili giây. Nó cũng có lực cắn cao nhất so với bất kỳ loài cá còn sống nào, đủ cao để cắt xuyên qua lớp da của hầu hết các loài động vật thân cứng. Số 4. Tylosaurus. Tylosaurus là một con mosasaur, là một loài bò sát biển săn mồi lớn, có quan hệ gần gũi với thằn lằn biển hiện đại và rắn, xuất hiện từ kỷ phấn trắng muộn. Tylosaurus có kích thước rất lớn, dài từ 13-14 mét, nặng từ 20-30 tấn. Chẳng những sở hữu kích thước khủng khiếp, Tylosaurus còn có sự tiến hóa về cấu trúc cơ thể, giúp bơi lội được bằng đuôi thay vì chân chèo như mosasaur thông thường. Kích thước đồ sộ của Tylosaurus có nghĩa là nó dễ dàng đạt được vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn và gần như không có loài sinh vật nào thoát được thực đơn của nó. Từ các khóa thạch cổ, người ta đã tìm thấy trong dạ dày của Tylosaurus những loài rất phổ biến như cá, cá mập, các loài chim không biết bay như Hesperornis, các loài bò sát cỡ lớn của đại dương như Plesiosaur và thậm chí cả những loài thuộc họ Mosasaur khác. Số 3. Mosasaurus. Mosasaurus là một loài thằn lằn biển khổng lồ có họ hàng gần với thằn lằn và rắn ngày nay. Nó có thể phát triển đến chiều dài khoảng 15-18 mét, khiến nó trở thành một trong những loài bò sát biển lớn nhất từng được phát hiện. Được phát hiện vào thế kỷ 18, Mosasaurus là một trong những loài bò sát Mesozoi đầu tiên được tìm thấy. Nó là một trong những loài săn mồi đỉnh cao của kỷ phấn trắng, săn hầu hết mọi thứ bơi được bao gồm cá, cá mập, động vật chân đầu và thậm chí cả các loài bò sát biển khác. Nó được xây dựng giống như một loài bò sát biển cổ đại điển hình với chân chèo khổng lồ và chiếc đuôi giúp nó vận động. Những kích thước khổng lồ của loài bò sát này khiến nó xứng đáng được gọi là quái vật biển thời tiền sử.
số 2 Leviathan. Leviathan được đặt tên theo con quái vật biển trong Kinh Thánh và sinh vật kỳ lạ này sẽ ám ảnh những giấc mơ của bạn. Đó là một con cá voi thời tiền sử, đủ lớn để dễ dàng săn những con cá voi lớn khác. Leviathan có hàm răng lớn nhất so với bất kỳ loài động vật nào từng được phát hiện. Mỗi chiếc răng có chiều dài trung bình khoảng 36,2 cm. Cá voi thời tiền sử dài khoảng 13,5-17,5 m, khiến nó có kích thước tương đương với cá nhà táng hiện đại. Leviathan vẫn còn sống cho đến khoảng 9 triệu năm trước. Điều đó có nghĩa là nó có thể sống cùng với loài Megalodon nổi tiếng. Số 1. Megalodon. Megalodon là một trong những loài động vật thủy sinh thời tiền sử nổi tiếng nhất. Nó là loài cá mập lớn nhất từng được phát hiện và cũng được coi là loài cá lớn nhất. Megalodon là loài săn mồi đỉnh cao của kỷ nguyên Miocene, thống trị các đại dương trên trái đất từ 23 cho đến 3,6 triệu năm trước. Cá thể lớn nhất có chiều dài ước tính lên tới 20 mét. Loài cá mập khổng lồ này dài gấp 3 lần con cá mập sáng lớn ở thời điểm hiện tại. Giống như hầu hết các loài cá mập, Megalodon được biết đến từ những mảnh vụn còn sót lại. Hóa thạch được bảo tồn phổ biến nhất của loài cá mập khổng lồ này là răng của nó. Mỗi chiếc răng có chiều dài khoảng 180 mm. Dự kiến, chiếc răng này là chiếc răng lớn nhất trong số các loài cá mập được biết đến. Bộ hàm khổng lồ của loài này có thể tạo ra lực cắn lên tới 18 tấn, đủ mạnh để nghiền nát một thanh thép. Vừa rồi là 15 loài sinh vật đại dương nổi tiếng nhất theo ý kiến cá nhân của mình. Danh sách sinh vật biển nổi tiếng theo ý kiến của các bạn là gì? Hãy bình luận bên dưới cho anh em muốn chia sẻ biết nhé. Nếu thấy video này hữu ích hãy ấn like, subscribe và ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.